Cô mời các em học môn âm nhạc khối 6 với tiết 25 ôn tập bài hát Niềm vui của em ngày đầu tiên đi học và tập động nhạc số 6, số 7. Cô mời các em luyện thanh qua mẫu câu. Cô mời các em hát ngược lại. Cô mời các em cùng ôn qua bài Niềm vui của em. Chúng ta tiếp tục ôn qua bài hát ngày đầu tiên đi học. Thank you.
Sau khi ôn qua hai bài, em hãy trình bày cảm nhận của mình về hai bài hát này. Bài Niềm Vui của em thì có giai điệu trong sáng, giản dị, thiết tha, gợi cho người nghe tình cảm đối với mẹ và các bạn nhỏ ở miền núi xa xôi đang cố gắng học hành để vươn tới những ước mơ cao đẹp. Về bài Ngày Đầu Tiên Đi Học thì có giai điệu nhẹ nhàng, gợi lại cho ta những tình cảm xao xuyến, bâng khuâng về những kỷ niệm không thể nào quên của tuổi thơ ấu khi ngày đầu tiên đến trường. Cô mời các em tiếp tục qua phần 2 ôn bài tập đọc nhạc số 6 Trời Đã Sáng Rồi. Cô chờ chúng ta cùng ôn qua bài tập tụng nhạc số 7 Chơi Đu. Về phần nhạc lý, cô mời các em cùng ôn lại định nghĩa nhịp 2-4-3-4. Nhịp 2-4, chúng ta đã được học có hai phách trong một nhịp, mỗi phách bằng một nốt đen. Phách 1 là phách mạnh, phách 2 là phách nhẹ. Còn ở nhịp 3-4 thì sẽ có 3 phách trong một nhịp. Mỗi phách cũng có giá trị bằng một nốt đen. Phách 1 là phách mạnh, 2 phách sau là phách nhẹ. Điểm giống nhau giữa nhịp 2-4 và 3-4 là giá trị mỗi phách bằng một nốt đen và đều có một phách mạnh. Điểm khác nhau giữa nhịp 2-4-3-4 là ở nhịp 2-4 chỉ có 2 phách trong một nhịp, còn nhịp 3-4 thì có 3 phách trong một nhịp. Nhịp 2-4 thì chỉ có một phách nhẹ trong một nhịp, còn nhịp 3-4 thì có 2 phách nhẹ trong một nhịp. Về tính chất nhịp 2-4 thì thường vui tươi sôi nổi, mang tính chất hạnh phúc nhịp đi. Còn nhịp 3-4 thì mềm mại, nhẹ nhàng và uyển chuyển. Tiết học kết thúc ở đây. Ở nhà các em học thuộc hai bài hát và hai bài tập nhạc. Viết phần so sánh nhịp